Quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Audio âm thanh hàng bãi tuyển chọn địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một siêu phẩm cặp loa đến từ nước Mỹ, đó là cặp loa Sepin Vega AT15. Cặp loa với một chất âm tràn đầy uy lực và mạnh mẽ, thuộc xếp hạng siêu phẩm của hãng Sepin quý vị nhé, được rất nhiều anh em chơi đấy ạ. Cặp loa này thì quý vị có thể kết hợp 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay, với một cấu hình phải nói là cực khủng. Nó sử dụng một chiếc loa bát lớn có đường kính 40cm, màng giấy gân mút màu đỏ đặc trưng của hãng Sepin. Sử dụng 2 chiếc loa chung và một chiếc loa chép quý vị nhé. Kết hợp 2 vi tinh chỉnh để cho quý vị và các bạn chúng ta chỉnh tiếng chung và tiếng chép. Với thiết kế thùng gỗ lạng màu vàng, đôi loa này thì mang lại cái vẻ đẹp rất là sang trọng, có kích thước là chiều cao 93, chiều ngang 48 và chiều sâu là 45. Phải hai người chúng ta khỏe thì mới khênh được một chiếc loa này quý vị nhé, bởi vì nó rất là nặng đấy ạ. Cặp loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp như mới xuất xưởng, zin nguyên bản quý vị nhé. Đây, Nguyên Audio sẽ quay qua cho quý vị và các bạn chúng ta bốn cái góc cạnh của cặp loa Sepin Vega AT15 này. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Nó mới, gọi là không một vết xước sát nào, gọi là chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp mang về thôi. Đằng sau của nó thì Nguyên Audio sẽ quay đằng sau của nó thì có một cái lỗ thông hơi khá là lớn quý vị nhá. Đấy, có một lỗ thông hơi rất là lớn nằm ở đằng sau đấy ạ. Và có cầu chì bảo vệ tự ngắt. Khi quý vị và các bạn chúng ta mở to, mở quá công suất thì cầu chì bảo vệ loa sẽ tự ngắt quý vị nhá. Không ảnh hưởng gì đến... không ảnh hưởng gì đến loa cả quý vị nhé, nên là chúng ta chơi rất là yên tâm. Nếu quý vị nào mà chúng ta thích tiếng bass uy lực mạnh mẽ thì những đôi loa này thì rất là hợp cho quý vị và các bạn đấy ạ. Nguyên Audio rất thích chất âm của đôi loa này, và hôm nay thì ghép với đôi loa này này thì cửa hàng Nguyên Audio mới về thêm 2 chiếc âm ly Denon 890DG có 2 hồi gỗ bóng piano hai bên, có công suất 216W, đánh 2 cặp loa AB và AB cộng, có 2 đường giải mã optical 1 và optical 2, giải mã 20 bit. Khi quý vị kết hợp với đôi loa này thì mang lại chất âm của nó thì quá hay luôn. Thường thường những dòng loa Sepin Vega Bass 40 thì thường hay ghép với những dòng âm ly này thì mang lại cái chất âm rất là hay quý vị nhé. Cặp loa Sepin Vega AT15 này thì nó là watt auto, watt tự động, nên là nó cũng rất là dễ ghép âm ly, nó không kén âm ly một chút nào đâu quý vị nhé. Chúng ta có thể ghép với những dòng âm ly như là để hát karaoke như Jaguar 506 hoặc những chiếc vang đẩy cũng đều được đấy ạ. Như Nguyên Audio ghép chiếc âm ly Denon 890DG này thì quý vị muốn hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì chúng ta chỉ thêm một chiếc vang lên thôi là hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay quý vị nhé. Có mọi nhu cầu về bộ sản phẩm này thì quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0988 036068. Hoặc quý vị kết nối Zalo số 0358 237899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc quý vị nhé. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test cho quý vị và các bạn chúng ta một đoạn nhạc mạnh để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm tràn đầy uy lực bát mạnh mẽ của đôi loa Sepin Vega AT15 này. Cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức. We'll be right back.
thẩm âm cái chất bát nó uy lực như thế nào. Tạm thời suy tốp nhạc mạnh quý vị nhé. Các dòng loa mà có thể chơi được nhạc mạnh này, nhạc đan, nhạc mạnh, bát tốt thì nhạc nào nó cũng có thể chơi được quý vị nhé. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test một cái bản nhạc trữ tình để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm sâu mềm, ngọt ngào và chi tiết của đôi loa này. Chim trắng